kì. Để em ngồi miếng sau rồi cho em. Bây giờ bọn mình sẽ lên đường đi ra Vũng Tàu. Cái lịch trình này nó hơi lạ nhưng mà rất là ok, mình nghĩ là rất là ok. Mình đã lên cái lịch trình này. Bọn mình sẽ đi ra Vũng Tàu trước, để tối nay bọn mình sẽ ngủ ở Vũng Tàu. Tại vì nếu mà muốn đi thẳng từ đây ra Vĩnh Hy thì bọn mình sẽ phải thức khá là sớm. Mình thì mình làm biếng quá nên là mình nghĩ là tối nay mình cũng đâu có làm gì đâu. Giờ là còn sớm, giờ mới có 8 giờ hơn à. Thì bây giờ mình chạy ra Vũng Tàu một xíu thôi, sau đó mình ngủ ở đó. Sáng mai mình đi ra Vĩnh Hy nó sẽ gần hơn, để mình đón thế. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra Vũng Tàu nha. Ok, let's go. Đây là em mang anh nhìn nè. Ừ. Ôi, cái này có tôi không nở nhìn anh nhìn miệng. Cảm ơn. Rồi mắt Diễm lấy trên. Ok, ngày mai bọn mình sẽ đi sớm nên là chắc là không có đồ ăn đâu, nên là bọn mình phải mua thanh dinh dưỡng. Mua gì đây? Bon cha, bon cha. Anh trai xe hình. Ồ. Đây là cô gái tôi mới mua cho cái Garmin mà cố gắng phải thanh toán cho bằng được Garmin Pay cho nó sang chuẩn. Tính ra là mua Garmin để cho em rèn luyện sức khỏe. Thôi mà. Cuối cùng em lấy cái Garmin em mua nước ngọt. Và đúng như theo dự định thì bọn mình sẽ ngủ một đêm ở homestay ở Vũng Tàu. Thì homestay này là homestay tự phục vụ. Mình sẽ có mật khẩu và để mở vào, không cần liên lạc lễ tân. Thì thực ra cái việc mà ra Vũng Tàu trước rồi sau đó đi Vĩnh Hy thì nó cũng không gần hơn là mấy đâu các bạn. Nó chỉ gần hơn được đúng 20 cây thôi. Nhưng mà thôi thì mình thấy đây cũng là một cái trải nghiệm khá là vui đối với bọn mình ấy. Và bây giờ thì ngủ nghỉ, lấy sức và ngày mai ra Vĩnh Hy thôi. Sáng bọn mình xuất phát từ Vũng Tàu khá là trễ nên bây giờ phải tranh thủ để cái điểm dừng tiếp theo. Thì điểm dừng tiếp theo là ở đâu em? Điểm không, điểm dừng tiếp theo là Phan Rang. Let's go. Cái đoạn đường mà bọn mình đi từ Vũng Tàu cho tới Vĩnh Hy á thì chỉ nắng được cái đoạn lúc đầu thôi. Còn cái đoạn ở giữa thì ôi dồi ôi, mưa lắm luôn mấy bạn ơi. Mưa ngập đường, ngập xá, mưa tát thẳng vào mặt. Bọn mình có dừng lại để ăn bánh căn và nghỉ ngơi ở một cái quán cà phê view biển khá là đẹp nhưng mà gió và mưa lắm. Ban đầu mình cũng chỉ chạy chiêu chiêu thôi vì mình không có đặt nặng cái vấn đề mà phải đến nơi đúng giờ. Nhưng mà mình không ngờ là trời mưa to như thế này và đường rất là khó chạy. Và bọn mình dừng lại nghỉ rất là nhiều nên là bọn mình đi cũng khá là lâu á. Và sau bao nhiêu gian nan thì cuối cùng bọn mình cũng đã có mặt ở Vĩnh Hy. Sau mười mấy tiếng chạy xe vui vẻ dưới mưa thì bọn mình đã tới homestay. Thì hiện tại mình đã tắm xong rồi, giờ mình sẽ đi ăn. Mình cũng chưa biết cái quán nào đi ăn nên là bọn mình sẽ đi bộ ra ngoài và random một quán. Ok. Thường thì mình random là những cái quán mà mình sẽ không bao giờ ghé lại lần hai. Nhưng mình để lần này coi may mắn không nha. Đi thôi. Đi ăn, mình sẽ review cho mười outfit đi ăn tối của mình nha. Áo yêu nước, Việt Nam. Quần short, phụ kiện, dép lê dạ quang. Quá tuyệt vời. Cực kỳ phong cách. Đừng lo, em đã có dù. Cô gái mua cái dù rất là tâm đắc, giờ cô gái đã được dùng dù.
Úi giời ơi, hôm nay mưa cả ngày luôn, chạy ngoài đường mưa từ Phan Thiết cho tới gọi là Phan Rang, tới Ninh Thuận, cho tới An Giang, mưa chỗ nào cũng mưa hết. Có một cái quán rượu mọi người, để xíu mình sẽ vô đây nhậu. Thường mình thấy cái việc mà đi bộ đi ăn rất là ok nha, thường đi tới đó là đói lả luôn, là ăn nó sẽ ngon, với điều kiện là ra món đúng giờ thì ngon. Hồi quán này đông người quá nên mình sẽ không vô, mình sẽ đi quán tiếp theo. Không biết là bạn nói thiệt tình quá vậy. Nói chứ mình cũng không thích quay cái quán mà nhạc nó to sập sình quá. Tại vì mình quay vlog mà mình vô quán sập sình quá thì kiểu nói không có nghe. Vĩnh Hy buổi tối á là rất là êm đềm nha mọi người. Nói chung là êm đềm là im ắng, là im phin thích, không một tiếng động. Ở kia có đèn kìa chứ ở đây thì không có đèn luôn. Cái là cái hôm của mình ở là nó ở cuối của cái vòng cung Vịnh luôn. Đúng rồi, cái trình rành á là ở cuối của cái vòng cung Vịnh này luôn. Nên là nếu mà mọi người đi từ bên Phan Rang vô á thì mọi người phải chạy tới cuối cái vòng cung này thì mọi người mới tới cái trình rành homestay. Thì nó có một cái đặc thù như vậy thì nó cũng gọi là có ích cho cái việc mà mình phải đi xa hơn để mình ăn ngon hơn. À đây rồi, chúng ta sẽ ghé random vô một cái quán tên là Chành Rành quán mọi người. Cùng chủ với cái hân xay. Cùng chủ với cái hân xay. Random. Cũng không xa lắm, đi bộ nhanh nè. Sit down đi. Ôi thiệt luôn hả? Này không biết nha. Có cơm, mì, cháo, lẩu. Cá cờ, lẩu gà lá é, lẩu thả, lẩu đầu cá. Thân phục quá, nó có món gì đặc biệt không? Để tôi thấy ăn lẩu cũng được. Nó nhỏ mọi người nghe. Mình sẽ cho mọi người xem menu của Chành Rành quán. Đây, mình sẽ có danh sách những cái món khai vị. Đây, hải sản, seafood, có lẩu nữa nè. Đây, món chiên xào, mì, món thêm, món canh. Đây, có món nước đây. Món nước nha. Ví dụ cà phê ha. Quán decor cũng khá là đẹp mọi người. Đâu. Có view biển ngoài kia. Tới rồi. Dạ, đồ ăn tới rồi. Ngoài kia thì đang mưa tầm tã luôn, trong đây thì đồ ăn ngon. Đây, có mực trứng, đi nước mắm, thanh chua tôm, cơm trộn tôm lum, quên tên rồi, cái gì có gà với cá mặn. Giờ thì mình sẽ review công tâm đồ ăn ở Chành Rành quán nha. Thì món cũng khá là ok mấy bạn, ăn cũng khá là vừa miệng. Chỉ có điều là mình là một người ăn khá là nhạt nên là cái mực này á thì hơi mặn so với mình. Mình không thể nào mà ăn không mà không có cơm được. Còn canh thì nếu mà mọi người ăn quen canh miền Trung rồi thì mình nghĩ là sẽ vừa miệng. Cơm thì mình nghĩ là nên làm hơi khô thêm một xíu. Tại vì cơm chiên thì hơi khô nó sẽ ngon hơn. Đấy. Còn lại thì rất là ok. Mình ăn được, còn tặng món tặng kèm nữa. Sau khi ăn xong thì bọn mình có ghé ở cửa hàng tiện lợi để mua một số đồ ăn vặt. Sau một bữa ăn tối Chành Rành xong thì mình nghĩ là ngày mai sáng mình nên ăn mì. Đây là chúng tôi đi dành hết tiền để đi du lịch. Có đi bộ về được. Cho nên mình nhờ mình nhờ quán chở mình. Hôm nay mình sẽ đi xe điện. Hôm nay mình sẽ đi xe điện về. Do là ngoài trời hiện tại mưa rất là to rồi nên là không thể đi bộ được. Nên bọn mình sẽ về nhà và Netflix and chill nha.
Thôi tắt đèn đi ngủ sớm nha, mai mình còn ra đảo nữa. Mình đã ra được bến tàu rồi. Bây giờ mình sẽ đi tour đảo Hòn Rùa bằng cano. Cano thì bọn mình thuê hai người riêng một chiếc cho tiện đi. Đi ghép thì phải đợi đủ 6 người thì mới ghép được một chiếc. Nên là giờ mình sẽ đi riêng một chiếc luôn. Ok, let's go. Tới rồi, tới rồi. À, đang xuống trước nha. Nhảy xuống à? Có sợ. Và cái việc đầu tiên khi mà tụi mình lên thuyền á, thì tụi mình phải mặc áo phao để đảm bảo an toàn và để mấy chú không bắt tụi mình. Thì giới thiệu với mọi người thì tour này mình đi của anh Quốc Duy, tour du lịch Vĩnh Hy. Thì ở đây anh sẽ chở bọn mình ra đảo Hòn Rùa để chụp hình. Trên đường thì mình có dừng lại ở mũi Cá Heo. Thì trộm vía là lúc mà bọn mình tới mũi Cá Heo á, thì trời cực kỳ đẹp luôn. Nên là anh đã dừng lại và chụp hình. Anh Quốc Duy thì mình nghĩ là anh đã hỗ trợ rất là nhiều bạn để chụp hình với quay phim rồi. Nên là anh chụp cũng rất là chuyên nghiệp luôn. Cứ đưa máy lên là sẽ có hình đẹp thôi. À, mình sẽ lên trên bãi kia. Còn đây là Hòn Rùa. Thôi, nhìn bên trên qua cam nó giống con rùa nè. Rồi, không có đem dép luôn. Thôi đi thôi. Em ba lô hay chứ? Ba lô là được, xin giới thiệu với mọi người đảo Hòn Rùa. Nước trong lắm nha. Trời ơi. Nước nó trong cỡ này nè. Trời ơi. Tuyệt vời. Để mình chụp một tấm nè. Ở đây đẹp quá nè. Trời ơi. Nước ở đây siêu trong luôn. Ôi đẹp giả man. Đúng rồi, quay mặt qua em ơi. Đúng rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi về Hòn Cao. Nhưng mà trời có giá sắp mưa rồi. Trơn em ơi. Bọn mình chỉ mới chụp hình ở Hòn Rùa được một xíu thôi. Thì rất là tiếc là trời mưa giông đã kéo tới rồi. Và bọn mình phải lên thuyền thiệt là nhanh để di chuyển sang Hang Yến và chụp hình. Thì Hang Yến cũng đẹp như là mũi Cá Heo vậy đó. Thì sau khi chụp hình ở Hang Yến xong thì bọn mình sẽ di chuyển đến Hòn Cao để lặn san hô. Và do là thời tiết không được đẹp lắm nên là sóng cũng rất là to nha mọi người. Nên thuyền cũng sẽ lắc qua lắc lại, và nếu mà ai say sóng á thì mình nghĩ là nên chuẩn bị sẵn thuốc say sóng đi vì cực kỳ là nhức đầu luôn. Ngoài ra trong tour bọn mình còn được đi ngang resort Amanoi. Lần sau mình sẽ nhịn ăn vài tháng để review resort này cho mọi người nha. Ok. Đây, Hòn Câu. Hòn Câu thì có chỗ chú mưa. Bên kia thì mình không có chỗ chú mưa. Bên bển mà mưa thì mình lấy cái súp mình chạy lên đầu. Nhưng hôm bữa đây em chối nói tẹt cái là coi như là hội tụ bước phới lận không. Anh trai vượt ngàn trong gai. Hôm qua hồi nãy bên kia thì anh say xe 2, bên đây anh trai vượt ngàn trong gai. Hello con, chụp táp nha. Giờ bọn mình sẽ nghỉ giải lao sau những giờ chụp hình vất vả. Oh yeah. Thật ra là sắp mưa hết chụp hình được rồi nên mới đi vô trong. Chứ không mình cũng ra chụp hình tiếp. Ngon hơn trái dừa 36 ngày hôm qua. Giờ mình sẽ đi lặn biển, cắm san hô.
À, mình sẽ xé cái sườn súp. Sao mình lên súp xong mình ốp cái mặt. Thì dành cho ai chưa biết thì lặn san hô ở đây có nghĩa là mọi người sẽ trèo lên một cái súp, xong mọi người nằm ngang qua, rồi mọi người sẽ chổng cái đầu xuống để mọi người ngắm san hô ở dưới, chứ thực sự không phải là lặn nha. Nhưng mà mọi người có thể nhảy khỏi cái súp luôn và lặn xuống luôn thì có thể ngắm được san hô. Thì mình thì cũng bày đặt nhảy xuống đồ đó, xong mình lặn lặn đồ đó, và cuối cùng mà mình bị hào nó cứa đứt cái giò. Bơi vô. Hành trình bơi vô của cô gái này khá là dài nha. Tôi đâu có đi đâu. Đang thực ra nó cũng không sâu lắm đâu. Nó kiểu là chóc da xưa xíu thôi. Nhìn nó ghê thôi chứ. Rồi giờ dán sao trời. Dán dọc luôn à. Dán dọc rồi nó kéo lên. Dán ngang hai cái. Ừ. Hay quá, nãy thấy mưa xong cái thôi không chụp hình nữa, đi vô tắm xong thì hết mưa. Nắng đẹp. Chắc một xíu khách khác ra nó mới mưa. Wow, nắng quá trời nắng luôn. Vậy là giữa trưa rồi, bọn mình mới nghỉ ngơi xong thì bây giờ sẽ chuẩn bị lên đường đi ăn ở nhà bè. Nhà bè thì là liên hệ những anh tour hướng dẫn viên lái cano lúc sáng á, thì mấy anh sẽ chở ra, sẽ không tốn tiền. Mấy anh sẽ kêu mình chừng nào ra thì cứ alo, mấy anh sẽ ra chở. Nên giờ mình sẽ ra bến thuyền, mình chạy xe ra bến thuyền, sau đó mấy anh sẽ đưa đi ăn. Để đi thôi. Trời ơi, nắng thì cảnh đẹp lắm nha, nhưng mà nắng lắm. Ở đây thì mọi người thường đi di chuyển bằng xe điện, chứ mọi người không có đi xe máy nhiều như tụi mình. Hoặc có một số người thì họ đi bằng xe đạp. Tại vì cái vịnh nó rất là nhỏ. Cái vịnh nó rất là nhỏ, chỉ có một cái dòng như vậy thôi nè. Nên là thường ai người ta di chuyển với nhau thì đi nhiều khi đi bộ thôi là ok rồi, cũng không cần đi xe đâu mọi người. Ví dụ như mọi người đi công viên đá thì chiều nay mình sẽ đi công viên đá này. Thì nếu mọi người đi không mà không có xe thì thuê xe ở đằng này. Mình thấy đằng này có một cái chỗ thuê xe máy, xe đạp, đủ thứ các kiểu. Bây giờ mình sẽ lên cano đi ăn. Let's go. Sao lên nhanh cái vậy? Lên đây là phải mặc áo phao. Không công an bác. Đi luôn. Tới rồi. Dạ, thank you anh. Chưa. Thôi. Tới nhà bè rồi. Đây là mình bắt con gì lên thì ăn con đó ha. Em ơi, con mực nó to lắm luôn á. Tôm bên đây á. Giá sao chị? Hai con tí là chị giữ nha, mà có con tí chị tư. Là con bự tí 7-8 nẹn á. Tôm bên tông là chị tác. Nó ba loại em. Thôi. Trời ơi, con đó thằng con đó là nó quýnh em được, quýnh chịp chết luôn. Tầm xanh hai đứa hai con nha. Dạ, được. Cửa 6 lẹn được ký rồi á. Được không? À, hai đứa hai con thì nha. Dạ. 5 lẹn rưỡi em. Dạ. Còn 6 lẹn luôn á, lấy 5 lẹn rưỡi. Hai con luôn, bỏ một bên.
Cô có gặp người ta ta mực bắt mực hai ba hai ok mình sẽ giờ bọn mình sẽ vô ăn hai con này. Đây đây là ở ngoài kia có một con tôm hùm to lắm nhưng mà chắc một mình không ăn con to tới nổi đó đâu, mình có đi có hai người thôi chứ còn ăn nhiều món khác nữa nên là mình sẽ ăn hai con này cũng đủ to rồi đó. Ok nha. Vô đây, vô đây, vô đây. Em gửi. À, để em coi thêm. Cái này em làm món gì, nói lại cho chị làm rồi. Em ăn món gì nè? Một con cháy bô tỏi, một con hấp chín hả? Hấp đi. Mực thì mình sẽ ăn lẩu. Ôi, nó xịt đó em. Ây, ai ăn chút gì đó, phun kìa. Cầm nó lên, chụp hình đấy. Trời, nó cầm lên, nó chụp hình đó. Nó xịt đấy chị ơi. Thôi con này thì em xin cứu. Được gai bút nè con. Đây ốc nướng nè, cho 7 kg. Ốc gai 150. Sò dưa 250 1 kg. Nghi 120. À 130. Ốc nhảy 300. Ngốc không? Nhìn sơ qua buổi ăn của tụi mình thì có vẻ đầy đủ tất cả các món, nhưng mà giá lại cực kỳ phải chăng nha. Tổng bill buổi trưa của mình có tôm hùm, có mực, có ốc luôn mà chỉ hơn 1 triệu thôi. Và các bạn biết là thủ tục sau khi ăn xong là làm gì rồi đó. Bọn mình sẽ đi ngủ và dưỡng sức cho chiều nay ra công viên đá để chụp hình. Nghe đồn là ở đấy chụp hình rất là đẹp luôn. Bây giờ bọn mình sẽ đi công viên đá Ninh Thuận. Nãy ăn no quá phải về ngủ xíu mới đi nổi nữa chứ không thể nào mà đi nổi được luôn. Nhưng mà ở bè ăn rất là rẻ đúng không? Tính ra là mình tưởng là đúng rồi, rất là tươi luôn. Mình tưởng là ăn hải sản rất là đắt nhưng mà không nha. Rất là rẻ. Ăn thoải mái luôn. Mà mọi người đừng như mình là đói con mắt, mình kêu quá trời luôn mà cuối cùng mình ăn có hết đâu. Mình còn dư cả tô ốc rồi mực đồ này nọ quá trời. Rất là uổng tiền vì mình không ăn hết. Thôi bây giờ mình sẽ lấy đồ về đi thôi. Let's go. Đi chụp hình siêu đẹp luôn. Công viên đá thì bọn mình phải đi ngược hướng từ Vĩnh Hy ngược về hướng đi Phan Rang. Thì cái công viên đá là lúc mà đi tới Vĩnh Hy thì bọn mình đã đi ngang rồi, nên là bây giờ bọn mình sẽ đi ngược hướng lại tầm 10 cây á mọi người, xa đó. Nếu mà đi mình đang dự định đây là mình đi lúc 4 giờ hơn đi, là lúc đó tới đó sẽ 5-6 giờ là ngắm hoàng hôn xong rồi chụp hình. Không biết có kịp không đây. Bao nhiêu anh? 80. Chà, lúc đầu mình tưởng ở đây là một cái bãi đá bình thường thôi. Nhưng mà không nha, đường bê tông rồi cây cối xung quanh cũng có người chăm á nha. Cũng có người dựng cây lên ra đường đồ kiểu cũng ok chứ. Mà nhìn mấy cái cây này nó cứ nhỏ nhỏ, cái mình như người khổng lồ vậy. Ủa? Tại sao lại chia ra hai đường, tôi biết đi đường nào. Chắc chắn là đường này. Mình sẽ đánh hơi mùi biển. Mình sẽ biết là đi hướng nào. Đi hướng này. Có mùi cướp bò. Khả năng là con bò nó sẽ đi hướng này ra biển. Sẽ đi hướng này. Thấy cát vậy thôi chứ cát nó trơn lắm.
ông nào bánh gai, đi xe bánh gai vô thì ok, còn đi winner cùi bắp như tôi thì đi chậm chậm thôi. Ủa alo, anh tính tạo được nhức đầu lắm nha, thề luôn. Máy vô đây thật sự là cái đường mòn nó càng ngày nó càng nhỏ, mình không biết là mình đi đúng đường không. À nhưng mà có mũi tên kìa, chung là ở trong đây nó có hướng dẫn hết mọi người ơi, do mình ngu thôi. Ok, Nhật Cường lạc vào xứ sở thần tiên. Anh trai một người trong giai đấy, chúng ta lại gặp nhau. Chà ha, trời ơi, tôi tưởng các bạn anh đủ. Anh ơi cố lên, vợ con ở đây cổ vũ anh, cố lên, 1 2 cố lên, 1 2 cố lên, em yêu anh, em yêu anh. Thật sự thì tôi cũng không biết là cái đoạn đó nó có cho xe xuống được chưa nữa không. Tới rồi. Xe sau một hồi chạy xe khó khăn thì tụi mình đã đến được. Ơ, đây là gì? Công viên đá Ninh Thuận. Ủa, Bình Thuận hay Ninh Thuận? Ninh Thuận. Ninh Thuận, Ninh Thuận. Trời ơi, đẹp xuất sắc. Trời ơi, cái chỗ kia nắng nó chiếu đẹp xuất sắc luôn. Do mình ở xa, mình lại gần là nó hết nắng. We rise like tall buildings as the chemicals that take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light. Pulls us from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Tối lắm. Trời ơi, đây là tối rất là nhanh luôn nha. Mình mới, mình tiếc ghê á, biết gì mình đi sớm hơn một xíu. Mình sợ là sớm nó nắng quá, cháy da, cháy thịt. Nhưng không ngờ mà mình đi trễ quá. Mình đi 4 giờ hơn, 4 rưỡi. Mà lại tới là các bạn phải đi một cái đoạn từ ngoài vô khá là sâu, hơi khó đi. Xong rồi mọi người phải đi bộ từ trên kia, từ viên dốc trên kia xuống. Rồi xuống tới dưới này mọi người phải đi vòng vòng, tại cái này nó cũng rộng lắm. Nên là mọi người rút kinh nghiệm nha, mọi người đi sớm một xíu thì mọi người có thể lựa được những cái chỗ mà chụp hình ok. Ví dụ như vừa nãy mình có lựa cái cục đá bên kia, chụp hình cũng khá là ok, khá là đẹp. Xong rồi, trời ơi, đẹp cực kỳ đẹp luôn. Đây là hoàng hôn thì ở đầu bên kia. Nên là mọi người mà đi ở đây á, muốn chụp ảnh đẹp á, thì mình khuyên là nên đi bình minh, chứ không nên đi hoàng hôn đâu. Hoàng hôn thì làm gì có bên này. Ok, bây giờ thì đi về, chuẩn bị đi ăn thôi. Bụng nó kêu ọt ọt nãy giờ rồi. Giờ đi ăn, mệt. Mình quay trên GoPro là nó kiểu nó còn sáng á, tại vì kiểu máy mình nó tự tăng sáng á, chứ thực ra là tối lắm rồi. Ở đây là kiểu tối hù rồi, một xíu mà một xíu mà mình không chạy xe ra là mình không thấy đường chạy xe ra luôn á. Bây giờ mình phải chạy xe ra về thôi. Thang thì sau một hồi lang thang thì hai đứa mình đã ghé random vào một cái quán tên là quán bà Hương. Ví dụ đợt sau đi Vĩnh Thi nữa đi không? Nhưng mà đợt sau đi Vĩnh Thi nữa thì mình sẽ chơi cái gì nữa ta? Nó còn cái gì để mình chưa thử không ta? Nhưng mà sẽ đi lại công viên đá vào ban ngày. Tại vì muốn chụp nhiều hồi nữa đó. Đợt sau là nhất định sẽ phải đi công viên đá vào ban ngày vào buổi sáng để đón bình minh, chứ không đi buổi chiều. Quá là buồn. Nhưng mà vẫn đẹp, vẫn có hình đẹp mà đúng không? Có ít thôi nhưng mà không có. Với lại là lần sau đi sẽ tìm ra cái chỗ cái mỏm đá mà mọi người ngồi hay chụp. Em thấy nó nhìn nó hùng vĩ. Tình hình là kiếp nạn tới rồi mọi người ơi. Hôm qua mình đã đem luôn cả cái chìa khóa phòng của bên khách sạn ở Vũng Tàu ra tới Vĩnh Thi luôn rồi.
không ổn chút nào. Mình thấy cảm thấy là có lỗi. Mà bây giờ Vĩnh Hy là mình đi hỏi khắp đây luôn thì họ sẽ không có một cái bưu cục nào hết, mà mình phải gửi một cái chỗ họ sẽ gom hàng ra, họ ship ra bên xã, sau đó mới lấy từ bên xã đem ra Viettel Post để gửi. Cảm thấy thật là tội lỗi. Thôi hôm nay mình sẽ đi gửi cái thẻ cho trả lại cho khách sạn. Bọn mình đi chơi mấy ngày hôm nay luôn, bây giờ mình có thời gian mình quay review cái phòng mình ở cho mọi người, để mọi người biết là Chành Rành thì ở phòng như thế nào nha. Thật ra thì có hai phòng ở trên là còn đẹp hơn nữa, tại vì các bạn biết là view nhìn ra biển ở đằng kia, thì nếu mà phòng ở trên cao á, thì sẽ có một cái phòng có gương rồi nhìn ra biển thì rất là đẹp. Mình thì mình là không book phòng đó, thế mình là book cái phòng ở dưới này. Thì phòng dưới này cũng gọi là phòng ok ở Chành Rành nha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ review, mọi người sẽ thấy là mình sẽ có ba cái gương, ở đằng kia có một cái gương nữa. Đây, một cái cửa sổ gương ở đây, với một cái cửa sổ ở đây, một cái cửa vào ở đây. Và có máy lạnh. Máy lạnh thì phải chịu khó bật độ thấp một xíu, tại vì phòng khá là to mới làm lạnh được. Đây, có một cái ghế để bạn ngồi mang giày và cái gương để bạn soi trước khi ra. Đây là phòng, đây mình sẽ đi ra ngoài. Đây có một cái ghế rất là to để mọi người ngồi tắm nắng nha. Ai mà muốn da đen thì cứ ngồi tắm nắng. Wow. Trời. Mình đi hôm qua tới giờ luôn á, mình mới lên khu này á. Khu này chill cực luôn. Số 10. Ai book phòng số 10 thì đi bộ thôi, mọi người ngồi dò nha. Đây có một cái view cũng khá là đẹp. Quá tuyệt vời luôn. Vô và cái chỗ mình đang đứng là tầng 1. Đấy, thì còn một tầng 2 và tầng 3 nữa. Và tầng 3 là cái tầng cao nhất ở trên kế sân thượng luôn á. Là nếu mà bạn ở phòng số 10 thì mấy bạn ở cái tầng cao nhất. Thì mình thấy là hơi nóng, như đi rất là mỏi chân nha. Nhưng mà nếu được thì mà bạn book những cái phòng ở lưng chừng như thế này thì khá là ok. Thì mình đang đứng ở nhà bếp. Còn đây là khu bếp của homestay nha mọi người. Đây, đây có chỗ các bạn rửa chén. Đây có bàn, thì các bạn kiểu đi nhóm bạn á, mọi người đem đồ lên, mọi người nấu mì, ăn các kiểu, chiêu chiêu với nhau buổi tối. Và có cái tủ lạnh luôn. Nên mọi người cần mua đá ở cái Vĩnh Hy Mart này nè, sẵn các bạn để vô. Ok, còn đây là cái khu các bạn có thể nằm chill. Giờ này thì hơi khó chill nha, tại vì nóng lắm. Ở khu này nắng nó chiếu vô nó hơi nóng. Nhưng mà mình nghĩ là ban sáng á, bạn lên đây mấy bạn làm gói mì ăn sáng, rồi ra đây nằm chill nói chuyện với nhau là tuyệt vời luôn. Nhìn view đi mấy bạn. Đây, view tuyệt vời luôn. Biển, nước biển trong xanh, bao đẹp luôn. Đây dép tổ ong cũng có cha mình. Ngắn cái cầu nhìn rất là bắt chen. Ở đây là phòng mình. Bây giờ trước hết bọn mình sẽ dừng lại đây ăn sáng. Chúng ta lại gặp nhau ở Chành Rành, quán của Chành Rành Homestay. Thì nếu mà thuê phòng ở Chành Rành thì mình sẽ được một phần ăn sáng buổi sáng, bao gồm một món ăn và một nước. Thì mình thì gọi chắc chắn là cà phê. Em uống gì nãy á? Chè hoa cúc long nhãn. Ở đây có một cái view khá là chill nha. Đây mình sẽ cho mọi người coi. À, ngoài kia có mấy cái thuyền. Đây có một cái xe nước nhìn rất là dễ thương. Tổng quan của quán nha, dành cho bạn nào đi. Cuộc vui nào cũng có lúc tàn các bạn. Bây giờ đến lúc mà mình phải đi về rồi. Các bạn thấy cái mình đi có mấy ngày thôi mà cái này nó có giống gỏi cuốn Tây Sơn không? Quá là chất lượng luôn. Chấm nước tuyệt đối. Thôi bây giờ dẫn xe ra rồi về thôi. Mình sẽ về Bảo Lộc ngủ một đêm rồi mới về Sài Gòn.
tại vì vẫn còn dư thời gian, giờ đang là cuối tuần. Rồi, chuẩn bị đi thôi. Let's go. Và sau khi nghỉ ngơi thì buổi trưa hôm ấy bọn mình đã lên xe và trở về Bảo Lộc. Bọn mình tiến lên Đà Lạt bằng cung đèo Ngoạn Mục. Và sau đó là từ Đà Lạt và mua mình tới Bảo Lộc và nghỉ ngơi một đêm. Và sau đó là trở về Sài Gòn. Trong tương lai chắc chắn là mình sẽ ghé Vĩnh Hy nhiều lần nữa, chứ không có chỉ có lần này. Vì mình thấy Vĩnh Hy còn rất là nhiều cảnh đẹp mà mình chưa có tận hưởng được hết. Nếu mọi người đã từng đi Vĩnh Hy và có những trải nghiệm tuyệt vời ở đây thì hãy comment xuống phía dưới để cho tất cả cùng biết nhé. Và lần sau mình đi Vĩnh Hy mình sẽ trải nghiệm thử những điều tuyệt vời đó. Ngoài ra nếu bạn cần thông tin thêm gì về chuyến đi này thì mình rất là sẵn sàng chia sẻ ở trong phần comment nếu mọi người hỏi. Và đừng quên để lại một like và một subscribe để theo dõi những hành trình du lịch tiếp theo của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại. We're gonna be two hearts running wild.